Chào bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để vẽ một loài chim cú mèo cực kỳ dễ và đẹp nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ. Bây giờ sẽ bắt đầu vẽ các bạn nhé. Đây, những cái chỉ đầu tiên thì chúng ta vẽ một cách cẩn thận nhé. Để bức tranh của chúng ta đẹp thì khi vẽ chúng ta nên vẽ một cách chậm. Đây. Đây và khi vẽ thì và khi vẽ thì chúng ta nên vẽ những đoạn này vẽ chậm một chút nhé. Đây. Khi vẽ thì chúng ta nên vẽ kỹ những cái đoạn rìa các bạn nhé, để nó có thể trở nên đẹp hơn nhé. Đây. Và khi vẽ ở đây thì chúng ta nên vẽ vẽ một cái cho nó chậm chậm một chút nhé. Và khi vẽ những cái phần nhỏ thì chúng ta vẽ một cách kỹ hơn nhé. Đây và khi vẽ đến những cái phần này thì chúng ta vẽ một cách chắc chắn hơn nhé, để những cái đường nét của chúng ta nên để nó có thể trở nên đẹp hơn thì những cái phần như thế này thì chúng ta nên vẽ kỹ một chút nhé. Đây bạn nhé, đây khi bắt đầu vẽ thì chúng ta nên vẽ kỹ ở phần này nhé, kỹ một chút và khi vẽ thì chúng ta nên vẽ kỹ phần này nhé, để nó có thể trở nên đẹp hơn. Đây. À,
Khi chúng ta hoàn thành được bức tranh vẽ phần khung thì bắt đầu đến cái phần màu của bạn nhé. Phần màu thì chúng ta nên pha màu thật là kỹ và đi pha màu chuẩn màu thật là kỹ nhé. Và khi vẽ thì chúng ta nên vẽ một cách từ từ chậm chậm, bởi vì màu nước là một loại màu cực kỳ khó vẽ, nên là khi vẽ chúng ta nên vẽ một cách chậm chậm hơn nhé. Đây. Và khi tô những phần nhỏ thì chúng ta nên tô kỹ nha. Và khi tô phần này thì chúng ta nên tô đậm một chút để nó có thể nổi bật hơn. Đây. Phần này chúng ta nên tô kỹ một chút nhé. Và vẽ ở cái phần này thì là một phần cực kỳ nổi bật của bức tranh, như là khi vẽ chúng ta nên vẽ vẽ tốt hơn nhé. Đây. Kiểu này thì nước thì nữa mà và cái phần này thì vẽ chúng ta cực kỳ nổi nhau mọi người. Cái phần này thì chúng ta trở nên đẹp hơn rồi nhé. Và vẽ chúng ta không dùng vẽ quá kỹ, chúng ta vẽ mờ mờ màu. Đây. Cái phần này thì đặc biệt là phải vẽ kỹ, đi nó sẽ đẹp hơn. Và những cái phần đường nét này thì nhớ đi kỹ một chút nhé.
Rồi, video mình đến đây là cũng là kết thúc chào bạn nhé.